tấm lòng. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Giêsu thưa rằng: Lạy Cha là Cha trời đất, con xin tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha. Vì ý Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con chỉ ra Cha, và cũng không ai biết Cha chỉ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta lên tưởng trong vườn Gethsemane, khi Chúa Giêsu cầu nguyện: Lạy Cha, xin cất chết nắng này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, nhưng theo ý của Cha. Và hôm nay chúng ta lại nghe một lời cầu nguyện với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa Cha của mình, hoặc là một tán tụng Cha của mình, hoặc một cuộc trò chuyện với Cha của mình. Cha ơi, con cảm ơn Cha tất cả những điều mà Cha mặc khải cho những người hiền triết và khôn ngoan, cho những kẻ bé mọn, chứ không phải mặc khải cho người hiền triết như vậy. Ngài tán tụng Thiên Chúa Cha của mình là Ngài, ý của Thiên Chúa Cha muốn mặc khải cho tất cả những ai mở tâm hồn ra. Chúa Giêsu không chỉ trích những người khôn ngoan hiền triết, Ngài chỉ trích, Ngài nói là họ đóng tâm hồn họ lại, họ tự cao là họ đã hiểu biết tất cả rồi, họ không cần đến ơn của Thiên Chúa mặc khải cho. Chính Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa, Ngài biết tất cả vì Ngài đến cùng từ Cha, mà Ngài luôn luôn làm thế của Cha mình. Ngài không một lời than vãn trách móc Cha của mình. Cha của mình nghĩ sao, phán sao, Ngài làm. Cho đến cái chết cuối cùng, Ngài cũng vâng theo mà. Đối với Chúa Giêsu, Ngài vâng phục đến cùng. Cho nên ý của Thiên Chúa Cha hôm nay thể hiện dưới đất cũng như trên trời là do tâm lòng chúng ta có cởi mở ra để đón nhận hay không. Mặc khải cái tình yêu đó, mặc khải ơn cứu độ đó, mặc khải cái chương trình cứu độ đó, chúng ta có đón nhận hay không? Đó là ơn huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua đức tin. Và cái đức tin đó chúng ta phải chuyển nở và một thái độ khiêm nhường đón nhận. Chúng ta tự cao tự đắc, tôi biết tất cả rồi, tôi không cần đến. Nếu mà tôi biết rồi thì làm sao mà Thiên Chúa lại mở lòng ra đổ vào đó được. Chúng ta tự đậy lắp lại và chúng ta tự đóng cửa lại, không cần ơn của Chúa nữa, không cần sự mặc khải. Cho nên những người bé mọn không phải là những người thấp cổ bé họ, những người có một tâm hồn khiêm nhu thật sự, một tâm hồn đón nhận, một tâm hồn cởi mở. Tất cả những nghịch cảnh, những điều đó xảy ra, hạnh phúc an bình trong cuộc sống đến với họ, họ đều đón nhận. Đó là sự mặc khải mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa đã ban lại cho họ. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ trong cuộc sống đức tin của chúng ta. Cho nên đức tin của chúng ta, nếu mà chúng ta đào sâu vào và phát triển nó, thì chúng ta phải đi tìm hiểu nó. Và chúng ta tìm hiểu nó thì chúng ta mới hiểu được rõ hơn. Càng đi tìm, càng hiểu, càng rõ, càng tin. Những nhà hiền triết cao siêu, họ luôn luôn có một tâm hồn, họ hiểu học sâu hiểu rộng, họ luôn luôn có một tâm hồn khiêm nhu, thì những người đó mới là những người hiền. Chúng ta học lương trình, hiểu lương trình, và chúng ta tự cho chúng ta cao siêu, thì chúng ta chưa biết gì. Đức tin chúng ta chỉ khờ, không đáng để chúng ta tự cho mình là hiểu biết tất cả. Có một Thiên Chúa, Ngài bỏ tất cả cái danh dự trên trời, đi xuống tận cùng trái đất, Ngài còn theo lãnh đạo của Chúa Cha mà. Nên chúng ta là gì?
là một tạo vật thôi. Trước mặt Thiên Chúa chúng ta không làm cái gì. Chúng ta là một người tạo vật rất bình thường, bé nhỏ, luôn luôn thoát thác, cởi mở và chấp nhận. Thì đó là con đường đức tin, đó là sự mặc khải mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta mỗi ngày để cái sự đức tin đó và phát triển đức tin chúng ta bằng sự hiểu biết, bằng cách đi tìm, bằng cách đào sâu và càng ngày càng hiểu hơn. Vì chúng ta mang trong hồn, trong tâm mình, tâm hồn chúng ta một tinh thần khiêm nhu thật sự, chứ không phải hèn hạ. Khiêm nhu thật sự thì ơn của Thiên Chúa mới đổ tràn, càng đổ bao nhiêu chúng ta càng đón nhận. Đó là thánh ý của Thiên Chúa muốn mặc khải chúng ta, là nước trời đang ở gần chúng ta. Amen.